Lần đầu tiên tôi đến Hoa Kỳ cũng là lần đầu tiên tôi bước lên máy bay. Tôi khóc một tháng trời vì rất nhớ nhà. Đấy cũng là lần đầu tiên xa nhà, hồi đó tôi mới 17 tuổi. Tôi học ở trường Connecticut College ở bang Connecticut, là một bang rất nhỏ nhưng rất giàu. Nó ở giữa New York và Boston. Sau đấy thì tôi cũng có một exchange semester ở Anh. Tôi học trường UCL, học khoa kinh tế và toán. Thì học khoảng 3-4 tháng thôi thì cũng có khái niệm là nước Anh như thế nào. Sau đó khi mà tôi xin việc ở Mỹ thì rất là cũng bất ngờ là tôi xin việc cho một công ty của Anh, là công ty Barclays. Thì họ rất muốn tôi làm việc ở London. Sau đấy tôi xách vali và đi thôi, vì thật ra cũng chẳng có restriction gì ở Mỹ cũng như ở Anh. Hoàn toàn là công dân tự do. Và tôi quyết định đặt chân đến nước Anh để bắt đầu sự nghiệp ở đây. Chúng tôi chỉ làm những deal lớn thôi, còn những deal nhỏ thì thường là cũng không cần phải đến ngân hàng đầu tư. Thì ví dụ như một deal sáng nay tôi vừa làm xong là làm cho Barclays chẳng hạn. Deal đấy là khoảng 1,5 tỷ đô. Cái deal như vậy thì thường là một tuần bọn tôi sẽ làm một deal như thế. Vì là người Việt Nam nhưng mình cũng có rất nhiều những điểm yếu so với các bạn châu Âu chẳng hạn. Ví dụ như tôi làm việc ở một ngân hàng, dẫu là ngân hàng của Nhật, ở Anh, có rất nhiều người châu Âu. Thứ nhất là về khoản ngôn ngữ, những người châu Âu họ biết rất nhiều những tiếng khác nhau. Và nhưng mình thì hầu như là mình phải học tiếng Anh là tiếng không phải là tiếng mẹ đẻ thì mình đã là khó rồi. Sau đó về văn hóa cũng khác nhau. Ví dụ như là công ty tôi có rất nhiều người thích rugby hay là cricket, football. Tôi nhiều khi cũng chẳng quan tâm đến thể thao nên cũng không phải lúc nào cũng có thể nói chuyện được với họ. Rồi kể cả khi mà gặp khách hàng thì mình cũng phải có những cái mối liên quan, những cái sở thích chung thì như thế mới có thể tạo được một mối quan hệ tốt. Thì nhiều khi mình cũng phải cố gắng hiểu khách hàng và làm cho mình phải thoát ra khỏi cái comfort zone của mình. Vì người Việt Nam thì thường là hay xấu hổ, hay ngượng ngùng. Ví dụ mình hài lòng hoặc không hài lòng, mình khó ít bày tỏ ra hơn. Thì những cái đấy là điểm yếu của người Việt Nam. Thế nhưng mà khi mà tôi đã làm việc trong ngành ngân hàng được hơn 13 năm thì tôi cảm thấy là thật ra là cần gì mà phải quan tâm đến những người khác nghĩ gì. Ví dụ như là mình có ý tưởng thì mình cũng nên nói ra, vì what's the worst that can happen? Có thể ý tưởng đó sẽ bị quên lãng, nhưng mà ít ra là mình sẽ nói ra được. Và cứ dần dần như thế thì sự tự tin sẽ được cho dồi hơn. Thế còn tất nhiên là ở một vùng miền khác nhau thì mình cũng phải nên làm quen và biết được những tập quán của họ để mà mình không bị quá là out of place, ví dụ như vậy. Người Việt Nam có tố chất thông minh, tức là mình học cũng khá là nhanh. Và nếu mà mình thực sự đặt tâm trí mình vào một việc gì đấy thì mình có thể hoàn thành được khá là xuất sắc. Ví dụ như là mình học toán chẳng hạn thì rất là giỏi. Rồi mình không sợ những con số, mình cũng không sợ phải làm việc vất vả. Thì đấy cũng là một điểm mạnh, vì thường là ít ra là tôi cảm thấy là người nước ngoài thường sợ những con số, hoặc là họ nhiều khi là cũng nản hơn. Nếu mà gặp một cái điều gì khó khăn thì họ dễ nản hơn là người Việt Nam. Thì đấy là tố chất tốt của người Việt Nam. Với thế hệ trẻ thì thật ra là tôi nghĩ là cần phải có một mục đích rõ ràng. Nhất là khi mà mới ra trường thì nhiều khi cũng không biết là mình sẽ làm gì. Thì mình phải có một cái mục tiêu để mình đạt tới. Và để đạt tới thế nào thì mình cũng phải có một to-do list. Tôi rất là thích to-do list. Tôi ngày nào cũng có viết ra khoảng 10 đến 20 mục. Và hàng ngày thì thích từng mục một để khi mà mình đã hoàn thành. Thì những cái đấy, những cái hành động nhỏ đấy thôi, nhưng mà có thể gộp lại thì sẽ dẫn tới được đạt được những cái mục đích mà mình muốn. Thật sự là rất vất vả. Vì ở Việt Nam thì có ông bà, có ô xin, có rất nhiều người giúp đỡ. Khi mà ở đây thì chỉ có hai chúng tôi đi, cả hai người cùng đi làm việc cả full time, tức là làm việc từ sáng đến chiều và 5 ngày một tuần. Thì hai đứa bé phải gửi trẻ, rồi chúng tôi phải có một cái lịch chung. Khi mà buổi sáng phân chia nhau và buổi chiều phân chia nhau để hoàn thành công việc với trẻ con ở nhà.
Sau đó thì về khoản ngôn ngữ nữa, vì tôi là người Việt Nam nên mà chồng tôi thì không nói tiếng Việt, nên nhiều khi tôi cũng cảm thấy khó khăn cái khoản giữ được từ vốn tiếng Việt cho trẻ con nhà tôi. Nhưng mà vì mình cũng có quyết tâm nên là tôi chỉ nói tiếng Việt với trẻ con, và kể cả bọn nó nói lại tôi với tôi bằng tiếng Anh thì tôi cũng chỉ nói tiếng Việt với họ thôi, với bọn nó thôi. Thế còn những cái khác thì mình phải thật sự là phải rất là organized, tức là phải có lịch trình. Tôi có thể book holiday một cả một năm trước, và tôi biết là những ngày nào tháng nào chúng tôi sẽ đi đâu làm gì. Nói chung là ngoài ngoài khoản organize ra thì khó mà có thể tồn tại được trong cái môi trường như thế này. Chắc chắn là phải có rồi, vì với cái cường độ làm việc như thế này mà không có niềm vui cho bản thân hoặc là niềm vui với những người khác thì thật sự là dây đàn sẽ bị đứt, tức là quá quá tải luôn. Nên nên tôi cũng phải để ý đến những cái thú vui của tôi một chút. Ví dụ như là buổi trưa thì những hôm nào đẹp trời tôi có thể chạy xung quanh sông Thames, cũng chỉ cần 20 đến 30 phút thôi, nhưng mà thật sự là sẽ cảm thấy rất là thoải mái. Hoặc là có những thú vui khác như là gặp gặp gỡ bạn bè ở London, vì ở London thật ra có rất nhiều người làm trong city, có thể gặp nhau buổi trưa. Rồi đối với bản thân tôi cũng thế, tôi có những niềm vui, ví dụ như là tôi phải commute ở trên tàu cũng khá là lâu, thì tôi rất thích đọc sách, thì tôi thường mang lúc nào cũng có một quyển sách ở trong túi, và tôi cũng không cảm thấy ngại những cái chuyến tàu đi xa như vậy. Rồi mình phải tự tạm tạo ra niềm vui với bản thân, ví dụ như là đi xem nhạc kịch hoặc là đi xem những buổi biểu diễn văn nghệ gì của quốc tế chẳng hạn. Thì London là thật sự là một thành phố tạo ra rất là nhiều những cái chương trình cho mọi người với những sở thích khác nhau. Thật ra bây giờ sức khỏe là một trong những yếu tố mà được dân làm việc ở văn phòng City London rất để ý. Có thể nhìn thấy số lượng gyms mọc ra ở xung quanh đây cũng rất là nhiều. Hoặc là nếu mà không muốn đi gym thì như tôi có thể chạy ở ngoài chơi. Đồng nghiệp của tôi thì hầu như là ai cũng rất là để ý đến sức khỏe của họ và để đến diet của họ. Thì có nhiều người có thể đi gym từ trước khi bắt đầu làm việc, họ bắt đầu từ 6 giờ sáng chẳng hạn. Rồi thỉnh thoảng có những người đi gym vào buổi trưa. Thế còn khi mà gọi đồ ăn thì tất nhiên là vì ngồi văn phòng rất nhiều nên là không thể ăn những đồ mà nhiều mỡ được nữa. Nên bây giờ cũng giống như phong trào in general là phải ăn khỏe, sống khỏe, thì dân văn phòng cũng như vậy. Tất cả mọi người đều chung một quan điểm là không có sức khỏe thì không thể làm việc được với cái cường độ như thế này. Vì bây giờ ví dụ như là tôi đi công tác rất là nhiều thì tôi cũng phải mang giày chạy theo, tôi mang đồ bơi theo, vì thường đi công tác thì cũng có cơ hội để đi bơi chẳng hạn.